Dạ lai hương, dạ lai hương là tên của một loài hoa tỏa hơi thương ngát về đêm. Thưa quý vị, đã có người thi vị hóa nói rằng hương thơm đó cũng như hương thơm từ những người phụ nữ, nhất là những người phụ nữ Việt Nam của chúng ta. Phải nói rằng những người phụ nữ Việt Nam của chúng ta khi xa quê hương, khi sống ở nơi đất khách quê người, nhưng lúc nào vẫn là người con gái Việt Nam, lúc nào cũng mang hết tất cả tấm tình của mình lo cho chồng, cho con, ngoài ra phải bươn chải ngoài xã hội. Như đêm hôm nay quý vị đã thấy, trong một cái chương trình thật trang trọng như thế này, người phụ nữ Suma Chinh Hai đã làm rạng danh cho phụ nữ Việt Nam của chúng ta nơi hải ngoại. Và thưa quý vị, riêng bài hát Dạ Lai Hương đã được nhạc sĩ Phạm Duy cảm hứng để ông sáng tác nên. Và sau đây, qua phần trình diễn của nữ ca sĩ không sống bằng nghề cầm ca của mình, mà sống bằng nghiệp cầm ca chứ không phải nghề ca hát, đó là ca sĩ Mai Hương. Và thưa quý vị, đặc biệt nhất, nữ ca sĩ Mai Hương xin hát bài này để riêng tặng Cần Huệ Trắng, Suma Chinh Hai. Thưa quý vị, Mai Hương.
Thank you.